Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện tiếp theo. Chúng ta cùng đón nghe tập 3, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Đường Tịnh Thi dùng sức nghiêng đầu sang nhìn một vòng căn phòng. Nếu cô nàng đoán không lầm, đây có thể là phòng VIP của bệnh viện. Từng phân cảnh trước khi ngất, nhiều đoạn video ngắn chiếu lại trong đầu Thi. Cô nhớ trước khi ngất đi nắm góc áo ai đó để xin cứu giúp. Có lẽ người đó đưa cô tới đây. Thi nhịn không được cười chế giễu. Không ngờ trên đời còn có người tốt. Nó không chừng giả tốt chiếm lợi ích từ cô cũng không chừng. Đang miên man suy nghĩ, tiếng động từ tay khóa cửa kéo suy nghĩ của Thi trở lại. Hà mắt nhắm chặt, không muốn cho người kia biết mình đã tỉnh. Vũ đang trả tiền viện phí, người của Bạch Gia gọi tới kêu cậu về nhà. Nhìn đồng hồ treo tường với phong cách đơn giản được trang trí trên tường của phòng bệnh, kim ngắn vươn ra khỏi con số 10 từ lâu. Mắt thấy người ngồi trên giường chưa tỉnh, Vũ khẽ thở dài. Bây giờ tôi phải về nhà, tôi nhờ nhân viên y tế chăm sóc cô vậy. Trong không khí, ngoài tiếng nói của Vũ, chỉ là tiếng hít thở đều đều của Thi. Vũ cảm thấy hành động của mình kỳ quặc. Ai đời nào dặn dò người ta hôn mê bao giờ? Bước nhanh ra khỏi phòng, cậu tìm vài cô y tá lo chuyện chăm sóc cho người bệnh. Tại ngoại ô thành phố, trong căn hầm tối đen, cùng với mùi ẩm thấp khó chịu, bên tai dễ dàng nghe thấy mấy con động vật nhỏ kêu lên vô cùng ghê tởm. Đột nhiên, cửa chính mở ra, ánh sáng buổi sáng ban mai hát vào trong phòng. Người đàn ông với bên mắt phải có vết sẹo dài, vì không thích ứng kịp với ánh sáng có cường độ mạnh như vậy, nhịn không được nheo mắt lại. Trên môi ông ta treo nụ cười ngả ngớn. Xuất hiện trong ánh sáng kia, mấy bóng dáng của con người. Tên đàn ông nhìn thấy vậy, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường, giọng nói khàn đục cất lên. Thì ra, mấy tên lính đặc công các người chẳng có gì to tát, toàn dựa vào số lượng áp đảo của chúng ta. Sao, bắt không được tổ chức nên giết nai dọa khỉ à? Giọng nói khinh thường cứ như lính đặc công không là gì đối với bọn xấu như tên này vậy. Cửa của căn hầm theo lệnh của chỉ huy đóng lại, tiếng thanh cửa ma sát với nền nhà tạo âm thanh vô cùng chói tai, cả căn phòng trở về với nguyên dạng của nó, một màu tối đen. Không cần nhiều thời gian, đèn điện theo cầu của cấp trên được bật lên, hiện ra trong bóng tối hai dáng vẻ quen thuộc. Lục Cảnh đứng một bên quan sát, nhường toàn quyền tra khảo cho người ngồi đối diện tù nhân. Chết một thân tây trang màu đen, ánh mắt sắc lạnh, so với dao kiếm còn đáng sợ hơn, khuôn mặt ung dung đến đáng sợ nhìn phía đối diện. Lý Trung lại gặp nhau. Nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng thằng oát con, Lý Trung ánh mắt dao động. Như làm việc xấu nhiều năm, ông ta lập tức thu hồi sắc mặt, thản nhiên như không có chuyện gì. Tuy nhiên ánh mắt dao động bị chết bắt được. Lý Trung là tên thật của kẻ có khuôn mặt sẹo kia. Trong giới ít người biết đến cái tên này, nếu có chỉ được một hai người thân quen nhất với ông ta. Lý Trung nhào mắt, mặc kệ bản thân đang bị trói, nhưng ông ta cất lên tiếng cười lạnh lót, hướng ánh mắt về phía chiếc chào mời. Sao vậy? Lão già ta quen biết với oát con sao? Nhóc, ngươi có muốn kiếm nhiều tiền không? Ông đây giúp ngươi. Lục Cảnh Nghi, một bộ dạng thân bất do kỷ từ nãy đến giờ, nghe xong lời nói tên này nhịn không được cười lên. Vận may không phát ra tiếng động. Tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Vậy mà hỏi chết muốn kiếm nhiều tiền không? Sợ rằng tài khoản của tên họ Âu này nhiều gấp mấy lần tổng số tiền bọn chúng bán nội tạng trái phép nhận được. Chết khẽ cười đưa một tay ra. Cảnh Nghi lập tức hiểu ra, không chút do dự đặt vào trong tay hắn khẩu súng lục. Ngay lập tức, chết nhắm vào đầu của tên lắm miệng kia, dùng tay gạt búa, giây sau hướng xuống đất xiết cỏ. Lý Trung trong giây lát bị dọa sợ, vết sẹo bên mắt phải đột nhiên đau ngứa bất thường. Có nói thêm một chữ vô bổ nữa thì... Không đợi chết nói xong, Lý Trung cướp lời. Thế sao? Ngươi tưởng lấy mạng của ta sẽ mò ra tổ chức à? Nhóc, ngươi và đồng bọn của ngươi tự tin quá. Chết đối với sự chế giễu của tên này coi như không nghe thấy, tiếp tục lời nói của mình. Thì vợ con ngươi chôn cùng ngươi đấy. Lý Trung lúc nãy có bao đắc ý, bây giờ lại có bấy nhiêu sợ hãi. Lục Cảnh bất ngờ, không ngờ được chết có thể tra được tên này tường tận như vậy. Những chi tiết cả thống tướng như anh ta cũng chưa điều tra tới, thế mà chết đều nắm bắt rõ như thế. Dù không biết người mà chết muốn tìm là như thế nào, nhưng chỉ nhìn thấy cách hành xử của chết đủ hiểu, anh đối với người nợ kia ơn rất nhiều. Lý Trung khuôn mặt tái mét, nhìn không ra dáng vẻ bất cần đời của lão như lúc nãy. Giọng khàn khàn vang lên, như vừa sợ hãi,
vừa muốn như băm thây chết ra từng mảnh. Khốn nạn, các ngươi làm sao mà biết? Không, không phải. Chắc chắn các ngươi chỉ đoán mò thôi. Lão già này làm gì có vợ con? Lý Thư Ân 17 tuổi, học trường tỉnh lẻ ở thành phố A, vợ Song Khiết. Sao, đúng không nào? Minh Triết cong khóe môi, nhàn nhạt liệt kê. Lý Trung giờ khắc này khuôn mặt hoàn toàn không còn huyết sắc, cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói giống giận. Có mẹ nó, nếu ngươi dám làm hại họ, ta sống chết với ngươi, đưa ngươi xuống hoàng tuyền. So với dáng điệu phát điên của Lý Trung, chết bình thản hơn nhiều. Không cần gấp như vậy, mạng hai người đó phụ thuộc vào ngươi. Lóc xương lột da thì không tới, nhưng cho hai người kia ngồi tù, cùng ngươi đoàn tụ cũng được đấy. Những người lính lúc nãy định tiến lại giữ chặt tên tội phạm đang nổi điên, bây giờ đưa ánh mắt kinh ngạc phía người đàn ông có khí chất cao lãnh này. Đúng là bạn bè của thống tướng đều không phải dạng vừa. Bọn họ từng gặp qua Dương Lâm là luật sư đáng sợ, chỉ cần anh ta lên tiếng không một người nào có thể thắng được. Bây giờ xuất hiện thêm một người nữa, so với Dương Lâm và thống tướng của bọn họ càng đáng sợ hơn nhiều, hành xử nhanh gọn quyết đoán. Mẹ kiếp, ngươi dám à? Chết nhìn qua khẩu súng đang cầm trên tay, sau một lúc ném trả lại cho Lục Cảnh, ánh mắt thâm trầm nhìn lão già. Chỉ cần trả lời chính xác những câu hỏi của ta, vợ con ông an toàn. Lý Trung bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cắn răng nghiến lợi gật đầu. Còn nhớ cô bé gây cho ngươi vết sẹo dài trên mắt phải chứ? Lý Trung nhất thời kinh hoàng, ký ức vụt qua não bộ. Vết sẹo dài ngoằng xù xì chính là ký ức khó quên nhất của lão ta. Làm sao lão có thể dễ dàng quên thủ phạm gây ra nó là ai? Nhớ cô bé đó, sau đó có chuyện gì xảy ra? Lý Trung cúi gằm mặt, ánh mắt dao động dường như hiểu chuyện gì đó. Ngươi là thằng nhóc thông minh kia? Cũng không ngu như ta tưởng. Nói đi, cô bé đó sau khi ta đi, các ngươi đã làm chuyện gì? Âu lão gia lúc trước chỉ trừ khử được những tên tiểu tốt trong đường dây của chúng, có những tên cầm đầu đều trốn thoát. Lúc chết muốn thẩm tra tìm kiếm cô bé kia, kết quả nhận lại là con số 0. Vì vậy, hắn nhờ đến cảnh tra tung tích của những kẻ cầm đầu năm đó. May mắn lần này tìm đúng người để tra khảo. Trốn thoát rồi. Con nhóc đáng chết đó sau đó nhảy từ cửa sổ tầng 2 trốn ra ngoài. Có thể chạy được một đoạn rồi chết không chừng. Ông đây không thèm quản, chẳng qua mất đi cái nội tạng vẫn có thể bù được. Chết nhào mắt lại, bước hai bước đến gần trước mắt của Lý Trung, đẩy ngã ghế của lão. Sau đó lấy chân dẫm mạnh lên bàn tay lão. Lý Trung nhịn không được la oai oái. Đau, đau như bị gãy xương vậy. Ta nói rồi, còn thêm một từ vô bổ nữa. Vợ con ngươi cùng thăng thiên luôn. Biết biết biết, biết rồi, nhưng không nói nữa. Vậy cô bé đó trốn ra rồi ư? Đúng thế. Nhận được đáp án, Chiết nhấc chân hướng tới cửa căn hầm bước đi. Trước đó không quên nhượng quyền. Lục Cảnh, trả phạm nhân cho cậu, tôi đi trước. Lục Cảnh nhún vai, môi khẽ cong, lệnh cho lính của mình đem tên kia trói chặt, chuẩn bị đem về nhà tù ở thành phố A. Chết vừa bước khỏi căn hầm ẩm thấp, đón nhận ánh sáng mặt trời, điện thoại trong túi quần bỗng chốc rung lên theo từng đợt. Anh lấy ra, màn hình hiện rõ tên đổ ngốc. Phút chốc, tâm tình trở nên vui vẻ. Anh nhấn nút, áp tai vào điện thoại nghe máy. Sao thế? Chết à, buổi sáng anh đi làm sớm thế? Ừ, công ty có việc gấp. Nói đoạn, anh nhìn phía căn hầm, coi như việc gấp cũng được. Ông chủ của anh quá đáng thật, hôm qua mới đi công tác về, hôm nay gọi đi làm sớm như vậy á. Dưới ánh nắng buổi sáng, Chết đối với người trong điện thoại đang càu nhàu khẽ cười, nụ cười ấm áp vô cùng. Cùng với bộ dạng tra khảo Lý Trung khác một trời một vực, sợ rằng đến cả Lục Cảnh nhìn vào cũng không tin vào mắt mình. Đúng là quá đáng thật. Không sao đâu, tí nữa em đến công ty mang cho anh bánh ngọt nhé. Sáng nay không có tiết, em làm cho anh. Ăn một cái sẽ cảm thấy vui vẻ hơn đấy. Anh bước vào xe, bảo tài xế trở đến công ty, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Tiểu Ân. Hơn nửa tiếng sau, Tiểu Ân chào tạm biệt rồi cúp máy. Cũng vừa lúc xe của Chiết dừng ở trước cửa Âu Thị. Tiểu Ân vừa kết thúc cuộc gọi với anh xong chưa được một phút, ngay sau đó điện thoại có cuộc gọi tới là một số lạ. Thắc mắc không biết có phải cuộc gọi lừa đảo không, cô nhất thời ngại ngần chuyện nhấc máy, sau cùng lựa chọn tắt đi. Nhưng người ở bên kia vô cùng kiên nhẫn, cô tắt bao lần người đó lại gọi, giống như nếu cô không nghe máy, đừng hòng người đó bỏ qua. Tiểu Ân có chút sợ hãi với kẻ này, cuối cùng phải mở máy ra nghe. Trong tiếng gió thổi vô cùng lớn xuất hiện giọng nói thiếu nữ,
so với giọng của Tiểu Ân không sai biệt mấy, chỉ có chút chững chạc hơn. Lúc này, giọng nói kia thể hiện rõ sự bất mãn, xen lẫn trong đó sự lo âu. Đàm Tiểu Ân. Hai mắt Tiểu Ân mở to, hạnh phúc đến bất ngờ khiến cô chưa kịp thích ứng. Giọng nói này không sai biệt là của chị gái. Tiểu Ân suýt chút hét lên, may mắn giữ được bình tĩnh, giọng điệu kìm nén xúc động gọi tên chị. Chị Nhi, là chị à? May quá, chị còn tưởng kẻ khốn nào đó không cho em cầm điện thoại. Cách nhau cái màn hình, Tiểu Ân nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị gái, khóe miệng cong lên vô cùng đáng yêu. Nhưng có vài chữ khó hiểu trong lời nói khiến cô phải hỏi lại. Kẻ khốn nào à? Là tên khốn Âu Minh Chết chứ ai nữa. Tên đó không quan hiếp em đây chứ. Hắn ta có cho em ăn đủ 3 bữa một ngày không? Có chuyện học hành, em nghe lời chị đi học đầy đủ không? Hay tên kia giam em như hầu gái rồi bắt em làm việc nhà? Quả nhiên chị em song sinh nên sức tưởng tượng cũng phong phú như nhau. Chị gái liên tục hỏi dồn dập, làm cho não bộ Tiểu Ân không kịp xử lý. Như ngồi dưới tán cây mát, trước mắt nước biển xanh ngắt, bãi cát trắng mịn, như bây giờ vào mắt chị trở nên vô bổ. Mãi không nghe thấy Tiểu Ân trả lời, như tưởng con bé bị bắt nạt nhiều quá, lại sợ tên kia nên không dám nói ra. Giọng điệu có chút chậm xuống nói với Tiểu Ân. Tiểu Ân ngoan, em có gì thì cứ nói cho chị, đừng ngại gì cả. Nếu tên đó dám hạ nhục em, chị lập tức quay về thành phố Willow. Mặc kệ sống chết ra sao, lôi em ra khỏi tên khốn kiếp đó được chứ. Tiểu Ân nghe được câu chị gái cô muốn tách khỏi Minh Chiết, trong đầu giống như máy quay số, tự động nhảy sang con số không tròn chỉnh. Không biết chị gái cảm nhận hay không, cô liên tục lắc đầu biểu tình. Không thể, em không thể rời xa anh ấy. Anh Chiết đối với em tốt lắm, chẳng qua anh ấy hơi nghèo chút thôi. Bất quá em có thể kiếm tiền nuôi anh ấy được ạ. Dường như cảm thấy lời mình có phần không thuyết phục, cô lại nói thêm một câu. Anh Chiết bây giờ đến cơm em còn phải dặn ăn, không có em anh ấy chắc chết thật đấy ạ. Tiểu Ân nói rất nhanh, trong lời nói có chút vội vàng hấp tấp câu nọ đá câu kia, mãi mới hoàn chỉnh được, khiến cho người đầu dây bên kia kinh ngạc tròn mắt, còn tưởng bản thân chị ấy nghe nhầm. Nhị thực không ngờ, sẽ có một ngày cô bé ngốc chị bao bọc lại biết đứng ra che chắn cho người khác như thế này. Thái độ có quyết liệt nữa chứ. Sau cái ngày rời khỏi thành phố Willow đó, Vinh vì sợ chị lưu luyến, nếu đọc tin tức không hay về Đàm gia sẽ không giữ được yên tĩnh mà đòi trở về. Sau khi Nhi ngủ đã trộm điện thoại cất giấu đi. Mãi đến hơn một tháng sau, tức là ngày hôm nay, vì sự kiên quyết của mình, Nhi mới lấy lại được điện thoại. Điều đầu tiên chính là gọi cho đứa em ngốc nghếch. Vốn sợ rằng nghe tiếng khóc thút thít của đứa bé, vậy mà lại ngoài dự đoán, nghe thấy đứa nhỏ bênh vực tên kia. Không biết trong một tháng qua xảy ra chuyện gì. Bỏ chuyện đó qua một bên, Nhi lo lắng hỏi chuyện khác. Em còn đau đầu không? Giờ này còn phải uống thuốc không? Chị không nhắc, em không nhớ đấy. Đều không còn cảm thấy đau nữa. Gật đầu với câu trả lời, Nhi thở vào không ít. Nếu không phát bệnh thì tốt rồi. Mãi lúc lâu nói chuyện, Nhi mới nhận ra lỗ hổng trong câu nói của Tiểu Ân. Chị lập tức nắm chặt điện thoại. Chết được biết đến người đàn ông quyền lực nhất thành phố, làm gì có chuyện anh ta thiếu tiền ăn. Tiểu Ân à. Tuy lời chưa kịp thốt ra, bàn tay có lực của người đàn ông đứng trước mặt cầm lấy. Hết giờ gọi điện. Vinh nghiêng đầu sang, tự ý thêm vào lời nói của Nhi vài câu từ còn thiếu. Bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Bất ngờ nghe tiếng chị gái chuyển thành giọng người đàn ông xa lạ. Tuy nhiên Tiểu Ân nhanh chóng tiếp nhận, suy nghĩ nhanh chóng. Có lẽ đây là anh rể à? Cô vẫn là gật đầu cảm thán. Vậy anh rể nói với chị em giữ gìn sức khỏe, đừng ly gián em nữa đây nhá, em sống rất tốt ạ. Được rồi. Được gọi là anh rể, trong lòng Vinh cảm thấy sung sướng, vô cùng hào phóng gật đầu. Lại nhìn phía tiểu tiên nữ đang trừng mắt phía mình tức giận, khóe môi cong lên, sau đó nhấn vào nút tắt máy. Rồi sao nhỉ? Sau đó cong người chạy khỏi sự truy sát của Nhi chứ sao nữa. Thật xin lỗi Nhi, chừng nào tình yêu của em dành cho anh nhiều hơn dành cho em bé gái kia, anh chắc chắn cho em toàn quyền tự quyết. Tiểu Ân nghe tiếng tút tút liên hồi, biết người bên kia đã cúp. Cô không rảnh rỗi bỏ bánh vào trong hộp, mang theo cả đồ ăn trưa, sau đó nhanh chóng chạy đến bến xe buýt đợi chuyến đi tiếp theo. Bầu trời xuất hiện trong tầm mắt là khoảng không bao la với màu xanh thẳm, điểm xuyến những đám mây mù trắng, hình thù đáng yêu. Tiểu Ân ngồi trên ghế đợi, miệng hát lời nhạc tình yêu của giới trẻ, chân bất giác đung đưa theo nhịp điệu bài hát, khóe miệng xinh xắn nãy giờ đều mỉm cười. Chị của cô cũng giống như cô, có một ông xã đáng yêu để chiều chuộng rồi. Việt vừa chân ướt chân ráo vào cửa phòng tổng giám đốc nhờ ký giấy tờ. Không biết được vì lý do gì, giây sau bị đuổi thẳng ra bên ngoài. Nhìn đồng hồ gần 12 giờ trưa,
chẳng nhẽ Âu Tổng vì đói nên cáu gắt. Cậu không suy nghĩ nhiều cho cam, cậu làm gì có tài cán mà lo chuyện của boss. Chỉ có thể trưng ra khuôn mặt đầy bất lực đáng thương xuống dưới sảnh lấy hộp cơm vừa đặt cách đây không lâu. Nghĩ vậy, Viện nhanh chân bước vào thang máy. Ban trưa Âu Thị quả nhiên náo nhiệt, bởi vì nhân viên làm việc xuyên giờ trưa rất nhiều, lượng đồ ăn được ship tới không ít. Viện nhanh chóng tìm được shipper cầm hàng của mình. Đang trả tiền, cậu thấy bóng dáng quen thuộc. Shipper người nào người nấy, hai tay đút vào túi giấy to nhỏ được đồ ăn. Duy chỉ có mình Tiểu Ân vô cùng nhàn hạ. Phần cô đưa tới chỉ có mỗi mình của Chiết. Không chỉ đưa đồ ăn mà còn rất chăm chỉ, ngày nào cũng đưa tới. Không quen thuộc mới là lạ. Cô nhanh chóng chen vào đoàn người, nhìn thấy cậu cười một cái xem như chào hỏi. Về theo đó gật đầu, thấy cô càng ngày càng tiến gần đến chỗ mình thì cất tiếng chào. Bạn nhỏ ơi, em tới ship đồ ăn cho tổng giám đốc nữa à? Tiểu Ân cười gật đầu. Thời gian dài nhận làm người ship đồ ăn cho Chiết, ban đầu có người ngậm không được miệng, bây giờ đều đã quen thuộc rồi. Việt đối với cô gái này cũng có hào cảm, vậy nên nhắc nhở cậu một câu. Âu Tổng hôm nay giống như ăn phải bom, cẩn thận nhé, kẻo ngái giận cá chém thớt thì chết đấy. Cô nghe vậy hai mắt tròn xoe nhìn Việt, làm cậu tưởng cô gái này sợ đến phát ngốc. Lắc đầu vỗ vai an ủi cô vài câu rồi sau đó đến căng tin ăn. Chỉ còn lại mình Tiểu Ân hai mắt chớp chớp liên tục. Vì sao Việt nói vậy? Chiến lúc nãy nói chuyện với cô rất bình thường cơ mà. Đúng là trước khi nói chuyện với cô thì bình thường, nhưng sau đó có biến cố xảy ra. Cô làm gì có biết, nguyên cả cuộc hội thoại với chị gái chẳng ai biết đến. Vậy mà Lưu quản gia không nửa thời gian đầu hay giữa mà bắt gặp, lại bắt gặp đúng cái lúc tiếng của người đàn ông nào đó nói chuyện với cô. Thông qua đường truyền không khí, ông nghe rõ tiếng người đàn ông kia nói: bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Mà phản ứng của Âu thiếu phu nhân khi nghe câu này, cả khuôn mặt rộ lên ý cười tươi. Bên tai Lưu quản gia ong ong lập tức gọi điện báo cho anh. Gì chứ, thiếu phu nhân này ông cực kỳ yêu quý. Ông biết chuyện hai người chưa đăng ký kết hôn. Nếu thiếu phu nhân biết chuyện này, có phải hay không chạy theo người khác? Cho đến khi quay lại, nghe tiếng anh rể đã quá muộn. Lưu quản gia định đính chính thì không kịp. Với tốc độ ban thờ, Âu thiếu cúp máy từ lúc nào, ông gọi mãi cũng không được. Chiết tức giận bắt đầu từ đó. Lưu quản gia lúc này chắc khóc không thành nước mắt, cùng với ăn năn hành động quên não của mình. Tiểu Ân đứng trước cửa phòng làm việc, gõ cả buổi trời không thấy động tĩnh, trong lòng cũng nôn nóng. Không phải giống như Chu Việt nói chứ, ông xã của cô dễ giận thật, nhưng lần này chắc chắn là không phải lỗi của cô. Gõ đến lần thứ N, nghe được tiếng cạch nhỏ từ tay nắm, cửa gỗ được mở ra. Đối diện với cô gái lạ mặt tương đối cao, khuôn mặt trắng bóc, diễm lệ thoát tục vô cùng xinh đẹp. Hình như cô gái này không được vui vẻ cho lắm, trừng trừng mắt nhìn cô. Đến khi nhìn đồ ăn cô cầm trên tay, cô ta khẽ xì một tiếng khinh bỉ. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn điềm nhiên tử tốn. Sao thế cô bé? Tiểu Ân không ngừng chớp mắt. Đối với tình huống gặp cô gái không phải là mình bước ra từ phòng chồng đang là một khái niệm mới mẻ. Trước đây ông xã từng nói với cô, phòng làm việc của anh trước nay ngoài cô ra nữ nhân không muốn lui tới. Nhưng hôm nay trình hình ra một cô gái mở cửa cho cô. Cô có chút không vui. Vì sao anh nói dối? Nói dối là xấu cơ mà. Chồng cô từ khi nào bị người ta dạy hư đây? Cô làm gì trong phòng của tôi? Phía sau lưng truyền đến tiếng của người đàn ông, không sai biệt, chính là tiếng chồng cô. Nghe ra là biết phi thường tức giận. Tiểu Ân còn tưởng anh nói mình, ai ngờ giây sau Chiết đứng trước mặt cô. Có lẽ do Tiểu Ân nhìn nhầm, nhưng sao cô có cảm giác Chiết đang muốn giấu cô đi vậy nhỉ? Diệp An hình như có cùng cảm nhận giống cô, mỉm cười xinh đẹp nhìn người đàn ông dáng người cao ráo trước mắt. Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Cô bé này là em gái anh à? Xinh đẹp thật. Chiết nghe vậy, khuôn mặt càng lạnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Diệp An. Có không đi ra khỏi phòng tôi đi. Diệp An vờ như không nghe thấy, liếc mắt về phía Chiết rồi hỏi. Sao thế? Sợ em hại em gái anh mà bảo vệ đấy à? Đối với người nhà của anh, em đều thích. Tiểu Ân trên đầu vạch ra ba đường hắc tuyến. Cô từ chức vợ chuyển thành em gái từ khi nào? Diệp An giả điếc không sợ súng, nói xong nghiêng đầu ra phía sau lưng Chiết đưa tay ra, ngụ ý muốn làm quen với Tiểu Ân. Nhưng không thành, chỉ vì Chiết nhanh tay hơn kéo Tiểu Ân sát vào người mình. Ánh mắt anh lãnh đạm, nhìn Diệp An không kiên nhẫn mà nói, đừng có chạm vào cô ấy. Hơn hết cô ấy không phải em gái tôi. Tiểu Ân những tưởng Chiết buột miệng nói quan hệ bí mật của bọn họ, lập tức tránh khỏi bàn tay giữ eo của mình tiến lên trước một bước. Cô nhanh chóng lấy bên tay mình chạm miệng anh lại, hướng tới người phụ nữ kỳ quái cười cười. Không phải em gái, tôi là người giao hàng bình thường thôi.
Nhìn hành động bịt miệng anh của cô gái, Chiếc không có phản ứng gì. Diệm An thì cau mày. Vậy ra chỉ là bé ship hàng. Mắt nhìn của chị này bây giờ sao có thể lẫn lộn người như em với em dâu tương lai của chị. Xin lỗi em. Tiểu Ân hai mắt chớp chớp liên hồi. Tai nghe Diệm An nói mà cảm thấy kỳ quá. Người phụ nữ này có phải nói đến hỏng hóc rồi không? Em dâu là ý gì nhở? Cô quay người phía sau thu hồi tay lại. Ánh mắt ngơ ngác muốn cầu cứu Chiết. Mở miệng hỏi nhỏ. Chiết à, cô gái này có phải nói đến ngốc rồi không? Ý cô gái này nói gì thế? Làm ơn giải thích dùm cô. Cô gái này đang nói gì đây? Chiết đưa tay xoa đầu cô. Đúng là đồ ngốc. Ngụ ý người ta rõ ràng như vậy mà không hiểu được. Cô ta nói muốn làm vợ tôi. Làm sao có thể? Tiểu Ân tròn mắt nhìn. Ngay lập tức nhìn tới Diễm An đang dựa vào cột tường. Cô gái này hôm nay mặc chiếc đầm công sở chưa tới đầu gối, áo sơ mi thả một cúc trên cùng, phô ra đường quai xanh uyển chuyển. Chiết, anh thích dáng điệu của phú bà bao nuôi kiểu vậy à? Tiểu Ân không nhanh không chậm hỏi, làm cho hai người còn lại rơi vào trầm tư. Chiết bất lực thở dài, còn nghĩ vợ nhỏ của anh có cái gì đó ghen tuông với người đàn bà kia để đuổi cô ra khỏi đây. Ai ngờ cô gái này có suy nghĩ trái ngược về anh. Có cô vợ ngốc cũng thật khổ, nếu cả Tiểu Tam cũng phải chính tay anh đuổi. Diệm An nghe xong bàng hoàng không kém. Cô bé kia vừa nói gì đây chứ? Phú bà, bao nuôi. Ai? Chiết cần bao nuôi à? Nhị không được khẽ cười. Diệm An nhìn Chiết ngại ngùng hỏi. Anh tìm đâu ra cô bé xếp hàng này vậy Chiết? Đầu óc đơn giản tới vậy. Chiết túm lấy cổ áo của Tiểu Ân kéo lại phía mình. Một hộp bánh nhỏ được chuyển từ tay anh sang tay cô. Chớp mắt cầm điện thoại lên. Việt, tôi cho cậu 2 phút. Lôi người phụ nữ đứng trước cửa phòng tôi ra khỏi công ty, liệt vào danh sách đen cho tôi một thể. Diễm An nghe vậy chỉ biết trừng mắt nhìn Chiết đi qua mình. Dầm một cái cửa phòng đóng lại, nhốt cô ta bên ngoài trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa của cô ta. Chuyện gì thế này? Chiết vậy mà để cho một nhân viên ship hàng nhỏ nhoi vào phòng, lại đuổi cô ra. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư thành phố ai cũng ngưỡng mộ. Chạy đến Willow này chỉ vì được làm chung với Chiết. Vậy mà không ngờ chưa đây được bất ngờ gì bị liệt vào danh sách đen à? Người tội nhất vẫn là Việt. Cơm chưa ăn xong phải căng bắp chân chạy lên phòng riêng của tổng giám đốc để giải quyết tàn cuộc. Tiểu Ân để đồ ăn xuống bàn. Chiếc hộp bánh nhỏ của Chiết theo đó đặt ở trên bàn. Hai mắt cô nhìn anh chăm chăm. Đấu tranh tư tưởng có nên hay không hỏi chuyện người phụ nữ xinh đẹp. Chiết ngồi xuống cạnh cô. Nhận ra sự thắc mắc của cô nhưng anh cũng không vội giải thích. Trước hết cởi bỏ chiếc mũ lưỡi chai trên đầu cô nhóc. Rồi sau đó cất tiếng. Anh à, tôi... Cả hai cùng lên tiếng. Không chỉ một mà ba lần sau đều như vậy. Tiểu Ân lựa chọn im lặng, nghe ông xã trình bày trước. Chiếc không rảnh mở hộp bánh của mình ra. Là chiếc bánh kem thu nhỏ vị dâu tây. Trông cách trang trí rất đáng yêu. Lấy ra cẩn thận rồi đẩy chiếc bánh cùng thìa sang cho Tiểu Ân. Cho em à? Hôm trước tự hứa làm một chiếc cho cô nhưng không có thời gian. Lần này mua bù đấy. Lần sau làm cho cô một chiếc. Chưa gật đầu thú nhận. Cô nghe vậy vui vẻ cười. Cảm giác khó chịu lúc nãy do người kia mang lại tiêu tan hết. Nhìn lúc cô đang ăn, anh thuận miệng giải thích. Người phụ nữ là đối tác, tôi không nhớ tên cô ta. Lúc giải thích, ánh mắt anh nhìn cô chăm chăm. Sợ là bỏ lỡ một cử chỉ tức giận nào đó của cô. Chớp mắt liên hồi. Không ngờ anh không cần câu hỏi của cô đã giải thích trước. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác vui thích đến kỳ lạ. Cô xúc một miếng bánh bỏ vào miệng. Rồi mỉm cười gật đầu. Nhưng mà cô gái kia nhớ tên anh, cô ấy còn chạy tới đây tìm anh. Tôi đâu quản được chân cô ta. Anh cau mày. Chờ một tí không nghe thấy hồi âm gì thì tiếp tục. Vậy nên lời tôi nói vẫn rất đúng. Không ai khác ngoài cô là con gái có thể bước vào phòng làm việc của tôi. Tiểu Ân ngậm chiếc thìa, xem như đồng ý với câu trả lời của ông xã. Chiết nhận thấy cô vợ nhỏ không có chút biểu cảm gì là tức giận. Không biết vì sao cảm giác mình vừa đạt được thành tựu vô cùng lớn. Đến chuyện anh đang muốn tra khảo về cuộc gọi với đàn ông của Tiểu Ân buổi sáng cũng quên mất không hỏi tới. Cả hai an an ổn ổn ăn cơm vui vẻ hết một buổi trưa. Đương nhiên chuyện tốt không thể giấu bản thân. Hân vì chuyện gia đình mấy năm nay không đi học. Để khi Tiểu Ân được kể chuyện này cho Hân biết cũng là tuần sau đó. Hân nghe xong hai mắt tròn xoe nhìn cô, nhịn không được cốc cho cô u chán. Trong tích tắc cả lớp nghe thấy tiếng thất thanh của cô gái nhỏ. Sao lại đánh mình? Tiểu Tam tự vác thân quyến rũ chồng mà cậu còn kêu xinh đẹp. Tiểu Ân, hôm nay mình phải đánh cậu cho đến khi cậu thông minh ra mới được. Hân vừa nói, vừa cuộn tròn cuốn sổ viết của mình tiến lại gần Tiểu Ân với khuôn mặt vô cùng từ bi trong ngoặc kép.
Tiểu Ân không ngờ đến chuyện Hân phản ứng thái quá như vậy, vội ôm đầu chống trả. Liền mấy phút sau, không cảm thấy đau đớn chuyển tới. Lúc này cô mở mắt ra, thấy Hân đưa ánh mắt bất lực nhìn mình. Cậu không đánh à? Cậu nghĩ mình sẽ đánh cậu á? Tiểu Ân tủi thân gật đầu. Mình có đánh cậu thì cũng không thông minh lên được. Đánh làm gì chứ? Hân chả buồn nói, khoanh tay hậm hực nhìn cô bạn ngốc của mình. Sau mấy giây nhịn không được, ngồi bên cạnh Tiểu Ân nói. Cậu nghĩ nếu không có cậu, chồng của cậu đuổi cô ta ra? Có, trông nét mặt anh ấy lúc đó cực kỳ khủng bố luôn. Còn có giữ chặt cô như vậy, cứ như sợ cô bị người kia ăn thịt không bằng. Đồ ngốc ơi, lòng dạ nam nhân đúng là không phải để cho cậu đoán. Anh ta có lẽ giả vờ diễn kịch với cô gái kia thôi. Diễn kịch á? Cậu đọc nhiều ngôn tình thế, vẽ nhiều cuốn truyện ngôn tình hút khách, thế mà không biết loại nam nhân này á? Tiểu Ân bị câu hỏi sắc bén của Hân dọa cho yếu ớt lắc đầu. Cô toàn đọc những bộ truyện sủng ngọt, lâu lâu thêm tí yếu tố bi kịch cho nữ chính. Cái gì đó tiểu tam tiểu tứ đều không xuất hiện, cô làm sao mà biết chứ? Vũ Hân thở dài. Trách cô ấy là trách cô ấy sao không dạy cô nhóc này sớm hơn những loại chuyện như vậy, để bây giờ cô gái này đến cả dụng ý tiểu tam rõ mồn một còn không biết được. Sau đó là bài diễn thuyết rất lâu của Hân. Tiểu Ân dù nghe không hiểu chỉ biết gật gà gật gù. Cuối đoạn, Hân nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tiểu Ân thở dài một phen, sau đấy nói. Tối nay cùng mình đi đến một nơi, mình bày cậu cách phân biệt nam nữ xấu là thế nào. Nam nữ xấu á? Là cái người chuyên đi làm phá vỡ hạnh phúc của gia đình cậu. Cậu muốn học hay muốn mất chồng? Tiểu Ân vì lời của Vu Hân cải tỉnh, cô lập tức gật đầu không do dự. Mấy giờ? Ở đâu vậy? 8 giờ tối nay, cậu đứng trước cổng trường, mình dẫn cậu đi. Nhớ mặc đồ gợi cảm chút đấy nhá. Đồ gợi cảm? Tiểu Ân vừa nói vừa nhìn Hân bằng con mắt khó hiểu vô cùng. Đi để cho hợp hoàn cảnh, giống như gián điệp trà trộn vào tổ chức ấy. Tiểu Ân nghe xong không mảy may nghi ngờ gì, lập tức gật đầu đồng ý. Dù sao tối nay bà Trương không bán hàng, cô cũng không cần tăng ca. Đến tối, Tiểu Ân thay bộ đồ sexy nhất có thể, đội thêm chiếc mũ lưỡi chai. Nhìn vào gương không khỏi cảm thán bản thân giống với điệp viên, sau đó đi xuống dưới nhà. Chết, đêm nay tăng ca 11 giờ mới về. Cô đi một chút liền về, không cần phải báo cáo cho anh đâu nhỉ. Lưu quản gia nhìn thấy thiếu phu nhân mặc chiếc đầm dáng chữ A màu đen, chiều đai của chiếc váy đến đầu gối trông vô cùng dễ thương. Ông cười hiền tự hỏi, thiếu phu nhân có hẹn đi đâu à? Vâng, cháu cùng bạn chuẩn bị làm gián điệp học hỏi người ta. Tiểu Ân không giấu giếm gì mà nói thẳng. Lưu quản gia nghe vậy thì cười cười, chắc nghĩ buổi tiệc hóa trang gì đó, chẳng qua tiếc cho thiếu gia, thiếu phu nhân mặc đẹp thế này ngài không xem được, đúng là đáng tiếc quá. Lưu quản gia trên tay xách đồ chuẩn bị ra về, đối với Tiểu Ân vui vẻ chào tạm biệt. Vậy thiếu phu nhân đi chơi vui vẻ, không được về muộn thiếu gia lo đấy. Cô đương nhiên hào phóng gật đầu, cho biết rồi ạ, ông cũng về nhà vui vẻ, Lưu quản gia. Đường đến cổng trường còn xa, Tiểu Ân đi từ lúc gần 7 giờ mới có chuyến xe chạy qua. Vì sợ trên đường đi sẽ lạnh, cô mặc thêm bên ngoài chiếc áo lông ấm, trên tay mang theo chiếc lớn hơn, nhìn kích cỡ nhận ra là của chiếc. Cô định lúc nào về sớm ghé qua công ty đón chồng về luôn. Hân cũng sợ Tiểu Ân lạc đường, vậy nên đến sớm. Lúc mà Tiểu Ân vừa bước xuống từ xe buýt, Vũ Hân cũng vừa đến nơi. Mắt thấy Hân mặc chiếc áo lệch vai cùng với chiếc quần short boss cao cổ tôn dáng sành điệu, hai mắt của Tiểu Ân sáng lên quan tâm hỏi, cậu mặc thế này không lạnh à? Tí nữa quẩy một chút thì ấm liền thôi mà. Vũ Hân cong khóe môi, chẳng phải hở hang gì nên cũng không lo lắm. Ngược lại, Hân đối với cách ăn mặc của Tiểu Ân có chút bất ngờ. Này, đây mà gọi là sexy của cậu á? Phía trên áo khoác không đoán được hình dáng, nhưng chiếc váy dài đến qua đầu gối, an toàn như vậy, thế mà gọi là sexy à? Đúng rồi, cậu thấy thế nào? Tiểu Ân đắc ý, trong tủ đồ của cô có duy nhất chiếc váy này ngắn nhất, cô xem đó là bộ đồ sexy nhất. Khóe môi Vũ Hân giật giật, cậu mở áo khoác mình xem. Được thôi, Tiểu Ân hào phóng trả lời, kéo áo khoác xuống mở ra. Phía trên kiểu áo chữ V, nhưng bộ ngực trắng nõn mềm mịn được che chắn hoàn toàn, chỉ lộ ra cái cổ trắng ngần, tay áo dài đến khuỷu tay, kiểu cách giống như cô bé học sinh cấp 3. Vũ Hân chỉ có nước cạn lời. Mắt thấy không còn sớm, cô ấy chỉ đành mặc kệ kéo Tiểu Ân lên xe của mình chờ đến địa điểm khác. Rồi đi khoảng tầm hơn 30 phút, Hân kéo Tiểu Ân vào quán bar, bên ngoài đề biển hiệu Gibson bắt mắt. Bên trong không gian vô cùng rộng lớn với các kiểu trang trí độc lạ, ánh đèn led bao phủ khắp nơi.
Không gian như lạc vào trong thế giới hoang dã của giới trẻ. Bên ngoài có người nam nhân gác cửa, mắt thấy Hân bước vào, tiện thể lướt thấy cô gái nhỏ đang nắm góc váy cô ấy, vô cùng thân thiết chào hỏi. Hân, hôm nay đến sớm thế, hôm nay có Nhã Hứng mang em nhỏ đến chơi cùng đấy à? Bạn tôi, sao, hôm nay đông chưa? Cũng tạm tạm, 10 phút nữa mở nhạc được rồi. Tiểu Ân nghe mà không hiểu, chỉ biết đi theo Hân như một cái bóng. Lần đầu tiên cô thấy một nơi thế này. Nam nữ xấu đều tụ tập thành tổ chức ở đây à? Như vậy thì quá đáng sợ đi. Ngồi trên quầy bà, Tiểu Ân nhìn người đàn ông xóc xóc mấy cái cốc. Tiếng đá ma sát vào thành cốc phát ra tiếng vô cùng hay. Động tác người kia phi thường bắt mắt, khiến cho Tiểu Ân mãi mới nhớ ra câu hỏi nãy giờ định hỏi Hân. Cậu thường xuyên đến đây à Hân? Cũng không gọi là thường xuyên, mình toàn đến đây để trốn tên Thành dính người kia thôi. Tiểu Ân khẽ ồ một tiếng, nhìn sang xung quanh. Nam nữ tụ tập thành nhóm rất nhiều, cười nói vui vẻ. Cô nhìn không được mới hỏi, vậy khi nào cậu dạy cho mình phân biệt nam nữ xấu? Hân mỉm cười đắc ý, đưa ba ngón tay, sau đó gập thành hai, thành một. Đến khi ngón cuối cùng gập xuống, nhạc nổi lên. Ban đầu giống như tiếng trà đĩa, sau đó ngày càng lớn lên. Tiểu Ân bị giật mình, thính lực của cô ban đầu vô cùng tốt. Đối với loại âm thanh chói tai thế này thì lại vô cùng không thích. Cô lúc này liên tục đảo mắt nhìn quanh, sau đó nắm tay Tiểu Ân chỉ về một hướng. Tiểu Ân hai tay bận bịu che tai của mình, rồi nhìn về phía mà bạn chỉ. Đó là người phụ nữ ánh mắt kiều diễm, trên người mặc bộ váy cúp ngực, bộ ngực no đủ vì thế thoát yểm xuất hiện bên ngoài, vô cùng bắt mắt. Cô gái kia giống như đang tập yoga, uốn éo thân mình, xà vào lòng người đàn ông đang mỉm cười ngọt ngào. Bên tai nghe được tiếng nói của Vu Hân. Đấy, biểu hiện đại loại như thế, đối với chồng cậu chính là nữ nhân xấu. Tiểu Ân hồi tưởng, hình như cô gái tuần trước đó có biểu hiện như vậy, váy ngắn ngực trắng, có ánh mắt nhu tình nhìn ông xã của cô. Tiểu Ân gật gù, thả tay ra khỏi tai, lấy từ hai chiếc túi ở cái đầm của mình cuốn sổ và một cây viết, đặt lên bàn ở phía sau lưng gặm cụi chép lý thuyết về nữ nhân xấu. Bartender nhìn hành động thiếu nữ xinh đẹp vô cùng bất ngờ. Không phải chỉ mỗi anh ta thôi đâu, đến cả Hân cũng bất ngờ. Huống chi? Giây tiếp theo, Hân chỉ đến người nào miêu tả ra sao, Tiểu Ân ngoan ngoãn ghi vào trong sổ. Tế nhạc sập sình bên tai có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không là gì so với tinh thần học hỏi của cô. Tuy nhiên, Tiểu Ân không biết, chính vì tiếng nhạc này, cô bỏ lỡ mất tổng cộng 10 cuộc gọi của chiếc. Anh nhìn đồng hồ, 9 giờ tối rồi. Với thói quen của cô, 9 giờ cô gửi cho anh tin nhắn hoặc là gọi về sớm. Nhưng bây giờ quá 9 giờ từ lâu, không có bất cứ tin nhắn nào gửi đến khiến anh hụt hẫng. Chu Việt được anh cho về sớm, bây giờ chỉ còn mình anh ở cái tầng cao chót vót này. Nhìn thành phố từ nơi này, chỉ thấy những đốm sáng phát ra từ đèn điện, lung linh huyền ảo như vậy, nhưng anh cũng không hề để tâm. Không được, anh phải gọi cho cô mới được, lỡ đâu cô ngốc gặp chuyện gì thì sao? Dù là ở nhà, nhưng biệt thự Âu Gia rất lớn, lỡ đâu cô nhóc bị lạc mất. Cứ theo suy nghĩ đó, người yêu công việc như anh lúc này vứt qua một bên, chuyên tâm gọi cho cô gái nhỏ. Sau khiến anh không ngờ tới, toàn bộ cuộc gọi của anh không ai bắt máy, lòng thầm kêu không ổn, đừng nói cô ngốc gặp chuyện nhé. Trái tim anh như ai gõ lên, không khống chế được đập liên hồi thình thịch lo lắng. Lập tức bật GPS định vị điện thoại của cô. Vận may, phòng trường hợp vạn nhất nên cài định vị của cô lên màn hình điện thoại từ lâu. Không biết là thời gian trôi bao lâu, chỉ biết cuốn sổ cô lôi ra viết được hơn 13 giờ, mỗi tờ kín mít những chữ là chữ. Cô đang nói tiếp, đột nhiên từ bụng truyền tới trận co thắt. Thôi xong rồi, vì uống nhiều nước, bây giờ đau bụng quá đi. Tiểu Ân à, cậu ngồi yên ở đấy, mình đi vệ sinh một lát. Ở đây toàn người xấu, không được bắt chuyện bậy bạ đâu. Tiểu Ân gật đầu rồi cặm cụi viết. Sau khi Vu Hân đi một lúc, có người khác đi tới, nhìn qua có thể đoán một dân chơi chính hãng. Người đàn ông nhìn Tiểu Ân xinh đẹp như mục tiêu mới, đôi lông mày rậm nhếch lên một cái, nhìn sang bartender nhẹ giọng, cho một ly cocktail. Bartender gật đầu, lập tức lôi từ hàng kệ phía sau chai whisky cùng với vermouth, bắt đầu pha chế. Không cần mất nhiều thời gian, anh ta đẩy tới cho người đàn ông lịch lãm ly cocktail mang màu hồng ngọc bắt mắt. Người đàn ông mở miệng, chất giọng sinh ra để quyến rũ nữ nhân cất lên, hướng ly cocktail về phía Tiểu Ân. Màu hồng ngọc với ly nước dâu của Tiểu Ân không sai biệt. Anh ta cười phóng khoáng. Cô bé à, đã đến nơi này, sao lại cầm sách vở như thế? Vui chơi chút đi chứ. Tiểu Ân không quan tâm, tiếp tục công cuộc viết bài của mình. Người đàn ông bị bơ đẹp, khuôn mặt cứng ngắc khó coi. Tuy nhiên, vì công cuộc đưa người đẹp lên giường, anh ta mặt dày mày dạn tiếp tục nói.
Người đẹp cư nhiên là băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết. Khó bắt chuyện như vậy ư? Băng sơn mỹ nhân à? Cô cảm thấy vốn từ hay, thích hợp để đưa vào truyện tranh. Cô quay đầu sang, góc nghiêng hút hồn. Vậy mà chính diện còn đẹp hơn, khiến người đàn ông ngỡ ngàng. Vậy mà gặp người xinh đẹp như vậy, khuôn mặt này hình như thấy ở trong tờ báo nào đó. Vậy ra tiểu mỹ nhân thích được khen. Nếu em thích, anh đây khen em cả đêm. Cô đang định hỏi nghĩa của từ băng sơn mỹ nhân, nhưng nghe câu nói của người đàn ông dựa vào bài dạy của Vu Hân nãy giờ thì lắc đầu tặc lưỡi. Là một người đàn ông xấu rồi, không nên dây dưa. Nói rồi, cô quay sang chỗ khác tiếp tục viết bài. Người đàn ông bị bơ lần hai. Tức muốn lộn ruột, ánh mắt tức giận, Toan định mở miệng, đột nhiên bóng người đi tới. Hân không nhanh không chậm từ phía sau đá cho tên kia một cái đau điếng. Quả trứng thối nhà ngươi, ai cho kẻ như ngươi cái quyền gần mỹ nhân của tôi? Có mẹ nó chứ. Đang chuẩn bị chửi tục, đập vào mắt anh ta khuôn mặt qua đỗi quen thuộc của Hân. Trời đất, hòn ngọc quý của Doãn tổng. Anh nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc. Vậy mà suýt nữa anh ta mở miệng mắng thiếu phu nhân của nhà họ Doãn. Tay run cầm cập, người đàn ông thu hết dáng vẻ phong tình, hận không mọc thêm cái đuôi để nịnh hót, sau đó thì chạy mất dạng. Hân thở phào, may mắn nhờ cô chạy tới kịp. Nếu Tiểu Ân bị ve vãn thành công, cô ấy là người cảm thấy có lỗi nhất đối với người chồng không biết mặt mũi của Tiểu Ân. Vậy nên cô ấy phải bảo vệ thiếu nữ xinh đẹp này chu toàn mới được. Tiểu Ân mỉm cười, với lấy cốc nước ngọt màu hồng trên bàn nuốt xuống. Ngoài vị ngọt, cô cảm nhận vị đắng qua đầu lưỡi. Tiểu Ân bỗng chốc ngơ ngác. Hân, chuyện gì thế? Tên kia làm gì cậu à? Không phải, chỉ có là nước ngọt dễ bị thiêu như vậy, mới để một chút đã thiêu á. Tiểu Ân đưa vẻ mặt cau có nhìn Hân tố cáo. Cô bạn nghe xong sảng hồn, nước ngọt sao lại nhanh thiêu? Lại nhìn trên bàn nơi có hai cốc nước kiểu dáng giống nhau. Một cốc đã bị Tiểu Ân uống hết, cốc còn lại thì còn hơn phân nửa. Trong đầu thầm than một tiếng không xong rồi. Với tay lấy chiếc cốc còn lại, Hân dùng đầu lưỡi nếm thử. Đây chẳng phải nước ngọt của Tiểu Ân. Nếu nước ngọt ở đây, cái lúc nãy Tiểu Ân nuốt xuống là rượu. Vũ Hân nhìn bartender đang chế rượu gặng hỏi, người đàn ông lúc nãy tôi đá mông gọi gì thế? Cocktail Martin. Bartender dù không hiểu chuyện nhưng vẫn thật thà trả lời. Nghe được đáp án, khóe miệng của Hân cứng ngắc. Gì chứ, mấy cái đồ uống pha chế thế này tưởng chừng không dễ say, nhưng sức ngấm thì vô cùng lợi hại. Mà Tiểu Ân hình như lần đầu uống rượu, như vậy càng dễ say hơn người bình thường. Nhìn sang một bên, Tiểu Ân lúc này lấy hai tay chống cằm, ánh mắt phảng phất có phần lờ mờ, đang giữ ánh mắt về phía Hân. Là nước ngọt bị thiêu rồi đúng không? Uống vào có bị đau bụng không nhỉ? Tiểu Ân à, không học nữa. Thôi, mình đưa cậu về. Nhìn lúc cậu đủ tỉnh táo để mà bước đi, sau lưng là tầng mồ hôi lạnh. Cái cảm giác này, thôi rồi, nếu chồng của cô ấy biết cô đã đem Tiểu Ân đến nơi thế này, còn chăm không tốt cho cô ấy, có khi nào lọc xương của cô không nhỉ? Tiểu Ân không hiểu suy nghĩ của cô bạn, lắc đầu không chấp nhận. Không được, mình phải học hết trong đêm nay. Mình không muốn tới đây học nữa đâu, ồn chết đi được. Hai má của Tiểu Ân đỏ lên trông thấy, rõ ràng rượu bắt đầu ngấm. Hân giữa khóc giữa cười không biết phải làm sao. Đột nhiên tiếng nhạc sập sình dừng lại, khiến bao nhiêu con người đang phiêu trên nền nhạc vì thế tắt hứng. Ánh mắt cau có nhìn phía DJ lên tiếng trách mắng. Nhưng toàn bộ ngậm miệng khi nhìn thấy phía trên bục đá khuôn mặt yêu nghiệt tản ra hơi lạnh, giống như kiểu là thú dữ nhìn một bầy dê con. Chỉ cần một đứa động đậy, lập tức bị anh ta tiễn về bên kia thế giới, không còn thấy nổi ngày mai. Làm sao bọn họ không run sợ khi người đàn ông đáng sợ nhất thành phố giương ánh mắt giết người về phía bọn họ. Quầy bà với sảnh nhảy cách nhau một bức tường, vì thế Hân không nhìn thấy được Chiết đứng ở nơi đó. Chẳng qua nhạc đột nhiên tắt đi làm Hân có chút tò mò. Mắt thấy người bưng bê đi qua, cô ấy vội túm lấy cánh tay người đó. Chuyện gì thế? Người phục vụ nghe câu hỏi thở dài, sau đó mới trả lời. Là Âu Thiếu, không hiểu vì sao một người như ngài hôm nay tới đây. Hân tròn mắt nhưng biết ý thả tay cho người kia đi. Ngồi lại bàn của người pha chế rượu, Hân cau mày. Âu Thiếu chẳng nhẽ là Âu Minh Chiết? Nếu Chiết ở đây, chẳng nhẽ Doãn Lập Thành cũng đang ở đây? Tiểu Ân ở một bên hình như say thật rồi, gục lên bàn nhắm mắt mơ màng, không quan tâm trời trăng mây gió, cho đến khi nghe tiếng của Hân bên tai. Tiểu Ân à, về. Chiết đột nhiên xuất hiện, anh ta vô cùng đáng sợ. Chúng ta còn ở lại, không chừng đắc tội lớn đấy. Hân nói là nói vậy, nhưng người cô sợ hơn là Thành nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở nơi này. Tiểu Ân nghe không rõ, chỉ có chữ Chiết là lọt vào tai,
Khóe miệng thiếu nữ cong cong ngọt ngào, hai mắt nhắm chặt không muốn rời khỏi chỗ ngồi. Anh chết á, anh ấy đến đón mình à? Hân lấy tay đập trán, thực không biết phải làm sao. Thôi rồi, Tiểu Ân ngoan ngoãn của cô ấy vì uống rượu nói mê sảng rồi. Nhưng Hân không thể ngờ tới những gì Tiểu Ân nói đúng sự thật. Âu Minh Chiết thực sự đang tìm kiếm cô. Anh ta cả người tản ra hơi thở chết chóc, đi theo định vị mà đứng trước cửa bar Gibson, khuôn mặt đen hơn cả cái đít nồi. Vợ nhỏ của anh giỏi thật, nhân lúc anh không có nhà đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau khi xiến toàn bộ đám lao nhau ngậm toàn bộ miệng, anh bước xuống bục đá, tiến đến ngõ ngách tìm ra cô nhóc hư hỏng. Trong lòng một bụng tức giận, vợ nhỏ thường ngày nhu thuận, sao có thể biết đến những nơi thế này. Nếu anh biết được ai là người phía sau chỉ điểm cho cô, anh chắc chắn trừng trị người kia thích đáng. Đi một vòng đến quầy bar, Chết bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm ngủ ngoan phía trên bàn. Người thiếu nữ bên cạnh liên tục kéo cô dậy, khuôn mặt có chút quen mắt. Đây chẳng phải vợ nuôi từ bé của lão Doãn à? Được lắm, Doãn Lập Thành vậy mà không biết quản vợ, để cô gái này mang vợ của anh ta đi đến nơi thế này. Lập tức cầm điện thoại gọi cho Thành. Anh ta chưa kịp u ớ thì bị Chết quát: "Để Gibson quản vợ cậu cho tốt đi." Sau đó bỏ điện thoại trong túi, chân như có lực bước nhanh về phía Tiểu Ân. Đứng trước mặt cô, khuôn mặt anh nghiêm trọng gằn giọng: "Đàm Tiểu Ân." Hân nhìn một màn này thì hú vía: "Thôi chết rồi mẹ ơi." Chết đang gọi Đàm Tiểu Ân. "Chuyện gì đây? Vụ Hân cô bỏ lỡ gì rồi?" Thành vừa nghe bảo bố nhà mình chạy đến ba chơi, không thèm nghĩ mà lên chiếc Bugatti Veyron phi một mạch tới Gibson. Vừa bước vào bên trong, cảm thấy không khí nơi này có phần quỷ dị đi. Gibson rõ ràng là nơi rộn ràng náo nhiệt bậc nhất thành phố khi về đêm. Lúc này đây, không khí nó có phần giống như là tổ chức tang lễ, kiểu âm u muôn phần ấy. Thành cũng không nghĩ nhiều, mắt thấy Hân đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn Chiết thì tức giận chạy tới, chắn ở trước mặt Hân. "Lão Âu à, Hân còn nhỏ, cậu đừng nổi cáu với con bé." Lúc này Thành để ý, Chiết dùng phương thức bế công chúa ôm cô trong lòng, cả khuôn mặt cô gái úp vào lồng ngực anh, cho nên Thành không nhìn rõ được. Giây sau, anh nghe tiếng Chiết hắng giọng: "Vậy cậu lo quản cô nhóc đó, đừng lôi kéo vợ tôi đến những nơi thế này." Trong giọng nói còn pha cả chút tức giận. Nói đoạn hắn quay người hướng phía cửa, cứng ngắc bước đi, bỏ lại ánh mắt nơm nớp lo lắng của tất cả mọi người nhìn về phía mình. Thành cũng ngơ luôn, nhìn sang Hân quay đầu chuẩn bị chạy đi, nhanh tay tóm lấy cổ áo cô kéo lại. "Em định trốn à? Tôi bảo thế nào, nếu dám trốn tôi tới ba lần nữa." "Không không không, không phải như anh nghĩ đâu." Còn chưa kịp thanh minh, cả người bị tên đàn ông cao lớn nhấc bổng vác lên vai, cứ như kiểu vác cái bao tải. Hân cả mặt đỏ bừng bừng, hai tay dùng lực không hề nhỏ đánh túi bụi vào lưng anh. "Thả thả em xuống Thành à, nghe em nói thả em xuống, hôm nay em thực sự không đến ba để chơi." Nhưng cho dù kêu gào ra sao, Hân vẫn bị Thành nhấc bổng lên xe mình. Thắt dây an toàn cho cô xong, anh quay sang đích thân hỏi tội: "Vậy nói đi, cho tôi biết lý do em tới nơi đó. Nếu lý do không chính đáng, em biết rõ tôi trừng phạt em thế nào đấy." Thành vừa nói, khuôn mặt lộ bản chất xấu xa, khiến Hân thường ngày nhốn nháo, lúc này chỉ biết nuốt nước miếng lùi ra xa một chút. Cô cắn cắn môi, sau cùng vẫn nói ra: "Em đến bày cho Tiểu Ân biết thế nào là nữ nhân xấu." Thành nheo mắt, rõ ràng không tin những gì Hân nói. "Anh không tin, vậy còn hỏi làm gì?" Vũ Ân biết lý do hơi khó tin, nhưng khi nhìn ánh mắt nghi ngờ Thành dành cho mình, trong lòng có chút không vui. Nhưng so với thái độ hậm hực của Vũ Hân, Thành chỉ cười cười xoa đầu cô nhóc. "Sao em biết tới vợ của lão Âu thế?" "Anh cũng biết còn gì. Chính cái cô gái tiệm sách bà Trương, anh khen bạn ấy đẹp, ít tuổi, vậy mà có chồng. Anh chính là đã nói thế đấy." Hân phụng má đáp lại. Chỗ Thành đã xong chuyện, chẳng qua nơi này của Chiết thì không dễ. Tiểu Ân uống say, cứ nhiên trở thành nhóc con dính người. Bước ra khỏi quán bar, tay nhỏ của cô gái hết sờ lại nắn nắn lồng ngực anh, hai má ửng đỏ, khuôn mặt ngây ngô nhanh nhúm thành một cục. Ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vùng bụng anh, cứng thế nhỏ, chọc chẳng vui. Anh bị cô chọc tới chọc lui, cơ thể bắt đầu nảy sinh phản ứng, nhưng vẫn phải tiến lên phía trước đi đến cửa xe. Xong cô chẳng biết cái gì tiếp tục sờ loạn, nhưng dường như thấy trò chơi mới, bàn tay sờ đến vùng ngực anh, hai mắt mơ hồ ngước lên nhìn người đang bế mình. Nó đập này còn ấm chứ, cảm giác thích thật đấy. Anh nghiến răng, hận không thể đem người đã cho Tiểu Ân uống rượu một phát đấm. Nhưng sự việc thành như vậy, anh chỉ biết thở dài, nhìn cô trong lòng rồi nhỏ giọng giải thích: "Phía dưới lớp xương sườn chính là tim đấy, em đang cảm nhận nhịp tim của tôi."
Tim á? Cô gật đầu giống như đứa ngốc. Để cô ngồi bên ghế phụ, người cô vặn vẹo không muốn, cứ chống đối với anh. Mất 20 phút, anh mới có thể để cho cô ngồi ngoan ngoãn trên xe, để bản thân yên tâm lái xe về nhà. Chính là để cô nằm trên chân anh. Khuôn mặt cô không khác gì trái cà chua, đỏ đỏ hồng hồng, khóe miệng như một tầng nước phủ lên, hồng nhuận ngoan ngoãn trong lồng ngực anh. Chốc chốc cọ tới cọ lui, làm cơ thể anh cứng ngắc. À biểu cô mãi không chịu thắt dây an toàn, hại anh chỉ còn cách để cô vào lòng mình giữ chặt cô. Còn không dám lái xe nhanh, sợ cô vì quán tính ngã ra phía trước, đập trúng đầu xe. Bỗng trên đường đi, cô chẹp chẹp lưỡi, khóe miệng cong lên một đoạn, giọng nói nhẹ như lông vũ hà hơi vào anh. Chết à, chết. Anh hiểu ra, cô gái nói mơ về anh. Chuyện gì thế? Em sao làm phú bà bao nuôi anh được rồi đấy? Chết một tay nhấc bổng cô lên giường, nhìn cô gái ngủ ngon ở nơi đó, thi thoảng chép chép miệng. Dù lúc nãy anh muốn mắng cô đến đâu, bây giờ hình như tiêu tan hết. Nhớ tới lời cô khi nãy, chẳng biết nên vui hay nên buồn với cô nhóc. Anh không ngờ cô có bao chấp niệm muốn bao nuôi anh đến vậy. Khi nãy cô cứ cọ tới cọ lui trên người anh, khiến cho anh phản ứng. Không ngờ đến một lần tắm nước lạnh của anh chẳng có tác dụng gì, mà lúc bước ra lại thấy thân ảnh mỹ miều kia. Cô đang cố gắng cởi cúc váy, nhìn thấy anh một thân quàng khăn tắm đi ra, ngoắc ngoắc tay ý muốn kêu anh lại. Anh thở dài, cứ ngỡ là cô ngoan ngoãn đi ngủ, ai ngờ cô bé say rượu làm loạn như vậy. Trong đầu thầm nhắc nhở, từ nay về sau không cho cô chạm đến chất cồn dù chỉ một giọt. Sao thế hả? Nói thì nói, Trần Anh thì vẫn thành thật bước đến cạnh cô. Em cởi không có được. Cô đưa mắt đáng thương nhìn anh, giống như con cún nhỏ, hai tay bấm loạn cúc áo mà mình đang mở, lại nhìn về phía anh đứng trước mặt. Yết hầu anh lên xuống liên tục, đối với mị lực của cô gái này thực không vượt qua nổi. Tự dặn lòng không được manh động, từng bước đi lại chỗ của cô. Giọng nói trầm thấp vang lên đỉnh đầu cô. Vì sao cởi đồ? Nóng quá, em muốn tắm rồi mới đi ngủ. Anh thở dài, vẫn là vươn tay giúp cô cởi cúc áo. Da thịt tiếp xúc khiến cho cô nhịn không được cảm thán. Chết à, xanh mát thế, mát thật đấy. Hai má nhịn không được, hướng bàn tay thon dài của anh cạ xuống. Tiểu Ân, đừng có làm loạn. Chết thực không dám cử động mà. Cô không hiểu nổi nỗi khổ của anh. Tưởng anh muốn trốn đi, cau mày tiến lại, không nói không rằng bổ nhào về phía anh, hai tay ôm chặt lấy anh. Không cho đi đâu, mát thế này chỉ để hưởng riêng mình, anh đừng ích kỷ như thế chứ. Lúc cô ôm lấy anh, thực sự anh không thể chịu nổi. Anh xấu thật, cả người em nóng bức, anh mát thế này thế mà cứ đòi buông em ra. Nào nào nào, tôi dẫn cô đi tắm được chưa? Tắm xong không nóng nữa được chưa? Không được, không được, càng ngày càng nóng lên rồi đây này. Chết lúc này thấy phản ứng của cô có điểm lạ, kéo cô vào trong người mình. Bàn tay tắm nước lạnh của anh có chút man mát, sờ lên vầng trán nhẵn mịn của cô đo thân nhiệt. Em nóng quá cơ. Hình như dâu của em tới à? Chết đen mặt, nhìn phía dưới khăn tắm có màu gì đâu. Trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, chẳng nhẽ trong rượu cô uống có xuân dược à? Anh đoán chẳng sai, lúc nãy tên đàn ông kia nhân lúc không ai để ý, rắc thêm một chút kích thích để dễ dàng đem mỹ nhân đặt dưới thân. Chẳng qua việc chưa thành vì Ân đem bản mặt đầy sát ý đuổi đi. Vì liều lượng bỏ vào ít cho nên lâu lâu mới phát tác. Chỉ cảm nhận cơ thể vợ nhỏ ngày càng quấn lấy mình không buông, lập tức buông bỏ lý trí, cúi đầu ngậm lên cánh môi cô. Không phải mùa dâu tới, mà em đang mời tôi tới ăn em. Đã vậy anh nhịn làm gì? Bỏ hết cái lý trí đi, anh hiện chỉ muốn hòa làm một với cô nhóc này thôi. Rồi sau đó một đêm kích tỉnh diễn ra. Đêm còn dài, sói xám đè thỏ con chế biến thành nhiều món khác nhau. Mãi đến khi gần hửng sáng mới lưu luyến tha cho vợ nhỏ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô, đem cô lên giường đã được chỉnh trang đàng hoàng, vui vẻ ôm cô ngủ. Vì đêm qua được ăn no, bữa ăn no đầu tiên sau 29 năm, chiếc thức dậy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cả cơ thể hôm qua vật lộn đến 2 giờ sáng, vậy mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết. Có cảm giác sinh lực như dồi dào hơn. Mở mắt ra hơn 6 giờ, anh nhìn ngắm cô vợ đang giúp vào lòng anh an tĩnh ngủ, khóe miệng nhịn không được cong lên thập phần vui vẻ. Ngón tay thon dài ấm áp chọc chọc bên má mềm mại của cô, lực đạo rất nhỏ, sợ rằng đánh thức tiểu ngốc nghếch của mình. Tiểu Ân không biết nằm mơ thế gì, giây sau vòng tay ôm lấy eo anh, cơ thể trắng nõn không mảnh vải che thân dán chặt vào người anh. Khóe miệng cô mở ra, ngay lúc anh chưa kịp định thần thì một đường cắn xuống. Trời đất ơi, đừng nói cô gái đem cơ thể của anh trở thành món ăn gì đó. Tiểu Ân thực chất chính là mơ thấy một con trâu già không nhìn rõ mặt,
Nó có vóc dáng hơn 100 kg đè lên cô khiến cô thở không được. Đã vậy con trâu dùng hai cặp sừng to lớn thúc một phát làm cô bay đến vạn dặm. Cả cơ thể cô đau còn hơn cả bị xe cán. Chính vì thế khi thấy con trâu tiến lại, cô khai chuyển thuật chú, gọi ông xã của mình xuất hiện cùng cô xử đẹp con trâu. Vậy mà anh không hề xuất hiện, cô tủi thân trong vô thức cắn chặt răng. Đến khi cô có thể mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc đã là hơn 8 giờ. Cả người đau nhức không muốn động đậy, phía dưới cũng đau. Nhưng trái ngược cảm giác bị xé rách như đêm qua cô mơ thấy, phía dưới dường như đỡ hơn nhiều, có cảm giác man mát dễ chịu. Vậy là cơ thể có cảm giác đau đến chết đi, rồi chuyển thành tê dại, cú khoái cảm kia của cô là mơ thấy. Nhưng cảm giác ẩn ẩn đau do đâu mà có nhỉ? Suy đi ngẫm lại, cô đột nhiên nhớ tới Mộng Xuân à? Cô mơ thấy Mộng Xuân. Trong đầu không khỏi cảnh báo bản thân, từ nay về sau không được uống nước ngọt lung tung. Rõ ràng nước ngọt quá dễ bị thiêu, hậu quả khiến cô đến động tay nhấc chân cũng không được. Lúc này Tiểu Ân sực nhớ một chuyện. Đêm qua, trước khi bị thứ nước ngọt kém chất lượng làm cho mụ mị, hình như có nghe thấy tiếng nó ông xã. Vậy là chết đem cô về đúng không? Còn có... Dưới lớp chăn dày, Tiểu Ân ngờ ngợ, cảm giác da thịt tiếp xúc với chăn ấm vì sao chân thật như thế. Đừng nói cô không mặc gì nhé. Trong đầu đột nhiên lướt qua đoạn ký ức, hình như cô trước khi ngủ tự mình cởi đồ đói đi tắm, sau đó chưa mặc đồ chạy ra ôm chầm lấy chiếc. Khóe môi mím thành một đường, thầm than một tiếng trời đất hỡi. Sống trên đời gần 22 năm, lần đầu tiên cô bị ngộ độc thực phẩm nặng đến thế, còn làm ra những hành động ngu ngốc như vậy. Này thử hỏi xem cô đối diện với ông xã tội nghiệp thế nào. Hẳn là đêm qua anh bị cô dọa cho sợ rồi. Dùng hết sức bình sinh ngồi dậy tựa vào thành giường, trong đầu toàn tâm toàn ý với suy nghĩ làm thế nào ăn nói với Chiết. Chăn lớn vì hành động này của cô bị đẩy lên, để lộ giữa ga giường trắng tinh đỏ chót một góc nhỏ xíu. Cô nhìn vết máu đỏ đã khô, khuôn mặt lập tức tái mét, toàn bộ sự chú ý đổ dồn phía vết máu. Tiểu Ân không hề hay biết Chiết vào phòng từ lúc nào, tay cầm thêm một chiếc chén cháo thịt băm còn nóng. Chén cháo nhanh chóng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn cô gái nhỏ. Cô cố dùng sức để khoe người, cô đều muốn nhìn xem món ăn nào tỏa mùi hương ngon lành đến vậy. Đến lúc này, cô giật thót khi nhan sắc yêu nghiệt của ông xã đập vào mắt của cô. Anh không đi làm à? Vừa nói, cơ thể sau lớp chăn nhích sang một bên, cố gắng che đi dấu tích xấu hổ. Vậy là rõ, mùi dâu cô tới nên cô cảm thấy đau phía dưới, lại còn làm bẩn lên ga giường. Thế này liệu anh có phải nổi trận lôi đình không nhỉ? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Chiết dù nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô cũng không nói gì. Trong đôi mắt màu hổ phách, sắc bén ẩn ẩn tia sủng định hiếm có. Sao thế? Thấy tôi không đi làm, cảm thấy kỳ lạ? Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn không biết trả lời thế nào dưới lực chú ý của anh đi nơi khác. Chiết nhìn thấy cử chỉ khó nói của cô thì mỉm cười, đặt chén cháo xuống cạnh bàn bên cạnh. Anh ngồi xuống phía góc giường, xoa xoa đầu cô. Không cần giấu đâu, tôi nhìn thấy rồi. Không chỉ nhìn thấy, anh còn chính là người gây ra vết tích màu đỏ đó. Tiểu Ân nghe vậy chỉ biết cúi thấp đầu, sau đó dương ánh mắt to tròn ngập nước nhìn anh hối lỗi. Chê đà, thực xin lỗi, em không biết là mùi dâu của mình thất thường như thế. Anh nghe xong khóe miệng dương dương đắc ý, lập tức cứng ngắc lại. Cô vợ này đang nghĩ vệt màu đỏ kia là mùi dâu. Ai đó nói với anh đây không phải sự thật. Cô có ngốc đi nữa vẫn phải biết được hai cái vết tích kia nó khác nhau được chứ. Anh nhịn không được dùng ngón tay chọc vào giữa trán cô, hai mắt chừng cô một cái, làm cái đầu của cô vì thế rụt ra sau một chút, hai tay che đi vết tích mới bị chọc cho sưng lên. Đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh khóc không ra nước mắt. Đau? Cảm giác đau vậy có khác đau bụng dưới không? Anh không quan tâm vết thương nhỏ xíu đó mà hậm hực hỏi. Cô nghe vậy thì lắc đầu. Chán và bụng khác nhau, sao có cảm giác giống nhau? Vẫn biết phân biệt cảm giác như thế, sao lại nhầm lẫn loại chuyện này? Cô đối với câu hỏi của anh có phần không biết trả lời thế nào. Chỉ biết dương mắt nhìn người đàn ông ghé sát người mình, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó khó hiểu. Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống một cách lạ thường. Trong không khí ngoài mùi dịu nhẹ của buổi sáng, có mùi thơm tươi mát từ phía cơ thể người đàn ông bên cạnh, thoang thoảng lướt qua sóng mũi của thiếu nữ. Khoảnh khắc nào đó, trái tim cô như lệch một nhịp, tiếng con tim trong lồng ngực rộn vang không kiểm soát được. Tiểu Ân trước đây hình như đọc qua bài báo điện tử nói về một chuyện, rằng khi ký ức được gợi lại bằng mùi hương, hoạt động của não trong hệ thống limbic được kích thích mạnh hơn hẳn so với khi được gợi nhớ bằng lời nói.
Mặc dù những giây khắc sống lại có thể ít ỏi, nhưng chúng vẫn là những khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Vậy thì vào tại thời điểm này, những hình ảnh không rõ ràng từ từ xuất hiện trong não bộ cô có phải kết quả của việc ký ức được gợi lại bằng mùi hương. Nhưng trong đoạn ký ức vừa nãy, cô hình như bị chết đè xuống giường, không phải là con trâu già như trong giấc mơ, mà là cơ thể rắn chắc mê người của nam nhân đè cô xuống giường. Ánh mắt anh tại hình ảnh đó ôn nhu đến kỳ lạ. Chết thở dài, rõ ràng với bộ dạng ngốc lăng của cô vợ nhỏ, anh không thể đòi hỏi cô thông minh hơn tí nào được, đành tự mình lùi về sau, quay người lấy tô cháo bón cho cô ăn, vừa hay ôn lại chuyện cũ cho cô nhớ. Cô sững người như vậy lúc lâu, để khi tô cháo nóng hổi không còn bốc khói nghi ngút, cô hoàn hồn trở lại, nắm cánh tay nam nhân, khuôn mặt bối rối ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt ẩn chứa sự khó xử. Đây không phải sự tự nguyện của em. Chết nghe vậy xì một tiếng, bộ não nhỏ xíu của cô vợ ngốc lúc này mới hoạt động à? Anh cầm tô cháo độ ấm vừa ăn, múc một thìa theo đà đưa tới trước miệng cô, chỉ cần cô hé miệng một chút có thể húp trọn. Vậy cái gì em biết chứ? Anh gọi em chứ không phải cô như thường ngày. Điều này làm cho cô thực sự kinh hoàng, trong lòng rối rắm. Thực chất nghe tiếng em này, cô vui đến muốn nhảy cẫng vì sung sướng, nhưng xen lẫn trong đó một chút lo lắng. Không biết vì sao sau một đêm anh thay đổi thái độ với cô nhiều đến như vậy, thay đổi đến mức cô chưa bắt kịp được. Lắc đầu một cái, cô đối với chuyện sinh hoạt nam nữ là tờ giấy trắng, mà đại học đâu ai tổ chức mấy cái lớp bổ sung kiến thức giới tính đâu, đa phần bọn họ biết toàn bộ rồi còn gì. Chết dừng việc đút cháo cho cô, hai mắt ánh màu hổ phách nhìn cô chăm chăm. Tiểu Ân thích trẻ con chứ? Cô lập tức gật đầu. Rất thích ạ. Sau đó cô nghe tiếng cười trầm thấp của người bên cạnh, lập tức quay đầu sang. Bàn tay ấm áp của Chiết cứ thế chạm qua mái tóc rối của cô, liên tục xoa xoa, khiến nó rối nay lại càng rối hơn. Nhưng anh không để ý cho lắm, còn có tâm trạng niết nhẹ má cô, cười thập phần vui vẻ. Cái đó bắt nguồn từ chuyện sản xuất trẻ con, vợ chồng nào cũng làm với nhau hết ý. Cô nghe lời giải thích, hai mắt mở lớn ngạc nhiên. Lúc này cảm thấy hơi tiếc vì những năm trước đây không chịu đóng tiền học sinh học giới tính, hoặc là tìm hiểu về nó một chút, để giờ đây không cần thất thố trước mắt ông xã của mình như vậy. Ra là thế à? Nhưng tạo trẻ con đến đau như thế, đêm qua thực đau lắm, như kiểu bị xe cán qua ấy. Cô nhíu chặt mày hỏi anh. Tuy sau đó đỡ hơn chút, nhưng khởi đầu của chuyện này thực đáng sợ, cô vô cùng ác cảm. Chiết rất nhẫn nại giải thích cho cô hiểu, xem như đem kiến thức mình có viết lên trang giấy trắng. Anh không những không chán ghét, ngược lại vô cùng hưởng thụ công việc này. Như vậy càng tốt, vợ quay ở mảng này vẫn là nên do anh chỉ điểm đi. Không có, chỉ có lần đầu là đau, sau này không thấy đau nữa. Ngược lại thấy rất thích là đang khác. Chiết đút cho vợ nhỏ ăn xong hết tô cháo, cũng kịp lúc cuộc gọi của Việt vang lên. Trước khi ra khỏi phòng, anh nhớ dặn dò cô. Hôm nay tôi xin nghỉ cho em, có gì cứ gọi Lưu quản gia ở dưới lầu nhé. Thực chất anh muốn ở nhà cùng vợ nhỏ tâm sự tiếp về vấn đề công cuộc tạo em bé, nhưng vì cuộc họp khẩn cấp cho nên không thể rời lịch. Anh chỉ đành tạm gác chuyện này qua một bên để đến công ty. Tại bệnh viện thành phố, Thi nhìn nam sinh tóc đen cặm cụi gọt táo, ánh mắt lạnh nhạt có phần đề phòng. Nhiều ngày như vậy, không biết quý danh của cậu là gì. Nam sinh ngẩng đầu, đôi đồng tử màu xanh da trời khác biệt, càng khiến nhan sắc của cậu tăng thêm một bậc. Nụ cười tiêu sái hướng phía nữ nhân nằm trên giường, từ tốn trả lời. Tôi tưởng chị không bao giờ chịu mở miệng nói chuyện luôn. Thì nhíu mày, đương nhiên đối với câu trả lời có chút không hài lòng. Bản thân đường đường là bác sĩ trong quân ngũ, giờ phút này bị cậu nhóc vắt mũi chưa sạch cười đểu, đúng là không ra cái thể thống gì. Mà nếu không phải bị gãy xương sườn, tên nhóc con làm gì có chuyện đưa khuôn mặt ngáo đá nhìn cô. Trông tôi giống người câm điếc à? Mà thôi, nếu danh tính của cậu khó nói như thế, tôi không tiện hỏi. Ai biết cậu hào phóng như vậy, liệu có phải tên biến thái chuyên đi lừa đảo buôn bán người? Tôi họ Bạch, tên Bạch Phong Vũ. Trước sự khiêu khích đến từ người phụ nữ này, Vũ bực dọc nói. Vậy mà chị gái xem cậu ta, một đơn nhân cứu mạng thành tên lừa đảo, trí tưởng tượng của chị ta phong phú vậy ư? Thì thấy nam sinh đưa mắt phía mình thì hừ lạnh, lập tức quay ngược lại, hướng ánh mắt của mình về phía cửa. Thực chất đằng sau khuôn mặt không cảm xúc che giấu ý cười nồng đậm. Vẫn chỉ là một nhóc con, chọc hai ba câu không chịu được, tự mình đưa ra đáp án cho người ta. Này chị gái, đừng có nghe xong liền quay mặt đi như thế. Tôi vì cứu chị, đám bác sĩ y tá hở ra một chút gọi tôi báo cáo bệnh tình của chị.
làm tôi đi học cũng không yên tĩnh nổi. Vũ nói xong, đưa miếng táo ngon lành bỏ trong miệng, tựa lưng vào tường nhìn Thi đưa lưng phía mình. Mãi lúc sau, cậu nghe giọng nói nhẹ tênh của người phụ nữ trên giường. Tôi Đường Tịnh Thi. Trong chốc lát, Vũ ngơ ngác không hiểu ý nghĩa câu nói. Thi thở dài nghiêng đầu sang, đối diện ánh mắt nam sinh nhìn mình chăm chăm. Đường Tịnh Thi là tên tôi. Tôi 22 tuổi, chị thì sao? Vũ bắt thời cơ, lập tức chuyển câu hỏi tiếp theo. Một tay thuận tiện đưa miếng táo đã gọt sang cho chị tự cầm ăn. Thi cười lạnh nhận lấy miếng táo, sau đó tiếp tục nói chuyện. Biết tuổi của phụ nữ làm gì? Cậu không lẽ định giúp tôi xong rồi tán tỉnh tôi à? Không dám đâu, tuổi tác của chị đâu phù hợp với sở thích của tôi. Với cả tôi có người trong lòng từ lâu. Dò hỏi tuổi tác của chị để biết chính xác xem có phải cùng độ tuổi suy nghĩ viển vông như nữ sinh trạc tuổi tôi hay không thôi. Nếu mục đích là thế, cậu thất vọng rồi. Tuổi 24 nhưng suy nghĩ của tôi ngoài 80. Vũ chật lưỡi tiếc nuối. Vậy là không thể từ chị gái này biết thêm công thức tán đổ tiểu nhóc tử được rồi. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt ra dáng điệu cả lơ phất phơ. Mà lạ nhỉ, chị nằm viện ngót nghét 3 tuần rồi không thấy bất cứ ai tới thăm. Nếu không tôi cùng chị bầu bạn, chăng chị trở thành bệnh nhân cô đơn nhất cái bệnh viện này. Thi ngoài mặt hừ lạnh, không thèm nghe cậu ta lải nhải. Nhưng trong lòng cô biết rõ, thực chất chẳng ai thân quen biết được chuyện cô đến thành phố, chứ đừng nói đến chuyện bị gãy xương sườn nằm viện. Mấy tuần này vì cơn đau hoành hành cô không để ý. Lúc nam sinh cất tiếng hỏi Đường Tịnh Thi mới chợt nhận ra. Tuy nhiên không phải nhiệm vụ tuyệt mật tối cao nào, trong quân ngũ vẫn có người biết được nhiệm vụ của cô, đó là chỉ huy tối cao. Nghĩ đến thấy buồn cười. Thi à Thi, cô không phải nghĩ rằng người đàn ông kia nhớ đến sự tồn tại của mình đấy chứ. Suy nghĩ ngu xuẩn như vậy chắc chỉ mình cô nghĩ ra. So với nhiệm vụ tuyệt mật kia, mất một tên tiểu tử tốt như cô có là gì. Vũ nhìn Thi, sắc mặt trắng bệch vì bệnh tật kia không thể nào áp chế vẻ đẹp thanh thoát của cô. Xinh đẹp nhưng mang cho người khác cảm giác như vô cùng xa cách. Biết câu hỏi không nên hỏi, cậu ta không ép buộc Thi trả lời mà nhẹ nhàng đi ra ngoài để cho cô có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Đi trên nửa đường, bên tai Vũ nghe thấy giọng nói thanh thoát của người nữ nhân. Nếu cậu lo chuyện viện phí thì không cần đâu, chỉ cần tôi xuất viện, liền trong hôm đó tôi trả hết nợ cho cậu. Thi nói xong kéo chăn che khuôn mặt tái đi vì bệnh của mình, cả người cuộn tròn lại trong chăn. Vũ cho dù muốn phản bác cũng chẳng biết nói thế nào. Chị gái nhạt nhẽo rõ ràng cố tình hiểu sai câu hỏi quan tâm của cậu. Đã vậy không cho cậu cơ hội giải thích. Vũ là ai? Liệu rằng mấy khoản tiền nhỏ đó làm khó được cậu chắc? Cậu nâng tay vuốt vuốt mái tóc ra sau, khuôn mặt xoáy khí có phần bất đắc dĩ, ậm ừ xem như đồng ý. Thôi được rồi, lần này cậu ta không biết ăn nói, hỏi phải câu không nên hỏi. Vậy cậu ta đành thuận theo ý bệnh nhân. Nghĩ đoạn, Vũ tiếp tục đến cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh cho Thi. Phòng làm việc rộng rãi, cửa sổ được làm bằng kính trong suốt. Chỉ cần nhìn bên ngoài, toàn bộ cảnh sắc quy lâu có thể thu vào trong mắt. Chiết trong người phơi phới, ngồi trên ghế của mình, chốc chốc khóe môi nhếch lên vô cùng vui vẻ. Thành ngồi đối diện, với diện mạo như đón được gió xuân của tên mặt lạnh có phần không thích nghi kịp. Đầu tiên phải nói, hôm nay họp bàn chuyện hợp tác giữa Doãn Thị Âu Thị. Người có nguyên tắc như chết đến trễ, khiến toàn nhân viên đứng hình vài phút. Sau đó trong cuộc họp vô cùng thoải mái, trò chuyện với nhân viên bên anh Toàn về vấn đề tán gái. Mục đích cuộc họp chưa thành thì kết thúc. Toàn bộ sự việc thoăn thoắt khiến cho Thành nắm bắt không được trọng điểm. Anh một tay chống cằm, đôi mắt đăm chiêu mà nghĩ. Mãi lúc sau, nhìn không được cái nụ cười kia mà Thành cất tiếng. Cậu tắt ngay cho tôi cái nụ cười như được mùa đó đi, khiến người khác nổi da gà. Chết lừa manh một cái, Thành cũng không vừa, cau mày hướng thẳng mắt nhìn. Cả hai đối chọi bằng mắt vài phút, sau cùng vẫn là Thành chịu cất tiếng phá vỡ bầu không khí. Này ô Minh Chết. Chuyện gì? Cả đêm qua làm gì với vợ nhỏ rồi? Sau cùng Thành nhị không được tò mò hỏi. Không ngờ cô vợ nhỏ mà Chết giấu kín như bưng lại là cô nhóc tiệm sách bà Trương. Anh từ trong miệng cô gái nhỏ xinh đẹp biết được cô có chồng, nhưng sao tưởng tượng nổi chồng cô ấy chính là tên mặt lạnh này. Vợ tôi làm gì cậu quản được chắc? Không phải, nhưng cậu có biết vợ nhỏ của cậu đang làm thêm không? Bên kia Thành ngạc nhiên nói năng có phần lắp bắp, bên này Chết một dáng vẻ ung dung. Chẳng qua dưới đáy mắt sâu thẳm, mỗi khi Thành có lời nói quan tâm đến Tiểu Ân thì lóe lên ánh sáng kỳ dị. Tôi có. Cái tên này, tiền ba cậu nhiều thế, há tất gì để vợ cậu phải bươn trải. Cô ấy không biết tôi giàu. Thành ngơ luôn. Không phải chứ,
Chuyện chết sau mấy đứa trẻ con bắt đầu hiểu chuyện đều biết. Thế thì sao? Do đó thì sao? Cô ấy không biết, chẳng nhẽ cậu không nói à? Chiết cong môi cười. Tôi muốn một lần trải nghiệm được bao nuôi. Toàn bộ nước trong miệng của Thành đều phun ra ngoài, nhưng vì cách xa nên không trúng tới người của Chiết. Cái tên bệnh hoạn này. Không cần phản ứng thái quá như thế đâu. Tôi tưởng cậu ganh tị chuyện vợ tôi đối xử tốt với tôi. Thành nghe tới đây chỉ có nước tức nghẹn. Chiết rõ ràng chê bai công cuộc truy thê của anh đây mà. Có gì mà lên mặt. Anh đây được gặp vợ mình từ lúc nàng còn là đứa bé chưa mọc răng, chứng kiến từng khoảnh khắc lớn lên của vợ yêu. Anh có cái gì mà lên mặt. Ôm một bụng tức cũng không thể tiếp xúc câu chuyện này. Thành đành hậm hực chuyển đề tài. Dương Lâm nghe nói sắp đến đây. Vừa nhắc Dương Lâm, lông mày của Chiết nhếch lên không nhanh không chậm ồ một tiếng. Tên luật sư lưu manh tới hay không liên quan gì đến anh? Chỉ cần nhớ tới dáng vẻ đắc ý muốn đấm của cậu ta lần cuối cùng mà Chiết gặp, anh đã muốn dùng tay đấm cho vài cái. Nhưng dù sao vẫn là bạn đối khố, cũng không thể tuyệt tình như vậy. Chiết chỉ đành tiếp thêm một câu. Rồi sau đó thì sao? Tối nay chúng ta tụ họp đi, lâu rồi anh em không ngồi uống cùng nhau trò chuyện. Để tôi nhớ xem từ khi nào nào. Kể từ khi tên mặt trắng Dương Lâm kia phát áo rời khỏi thành phố này, bắt đầu công cuộc truy thê dài dằng dặc. Chiết hừ lạnh, không đợi Thành nhớ ra đã tự động nói vào. Thành gật đầu vuốt cằm khẽ cười. Đúng rồi, mới đó hơn một năm chứ chả chơi. Dương Lâm trong lời hai người thực chất là đại luật sư. Chỉ cần là người biết về luật pháp chắc chắn biết tới Dương Lâm. Trong thương trường cũng như giới luật sư, cậu ta được biết đến với biệt danh Quỷ Vương với khuôn mặt thiên thần. Gọi là Quỷ Vương không sai, bởi trước nay người được cậu ta bảo chữa chưa bao giờ bị thua kiện. Nhưng chỉ cần phật ý cậu ta có thể trong tích tắc biến người đó thành người có tội, còn bị nhận án tù lớn nhất. Chưa bao giờ trong cuộc đời làm luật sư bảo chữa cậu ta nếm thất bại. Với khuôn mặt lai gốc Á Âu, cậu ta thừa kế hết những gì đẹp nhất của hai dòng máu mang lại. Đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, cùng sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lúc nào cũng cười lên để lộ cái răng khểnh hách tuổi. Gần 30 rồi, nhưng ai cũng nghĩ cậu ta còn chưa tới 25. Đó là lý do có bốn từ phía sau trong biệt danh khuôn mặt thiên thần. Thành nở nụ cười thập phần vui vẻ. Vậy phụ trách gọi cho Cảnh Nghi, tôi giao cho cậu đấy. Chưa gật đầu, đôi mắt hổ phách tản ra tức khí bình thản. Đối với chuyện này có gì mà khó khăn đâu. Không thành vấn đề, nhưng không biết cậu ta có thể đến hay không nữa. Thành nghe vậy có hơi bất ngờ, hướng mắt về phía Chiết. Sao thế? Chẳng biết nữa, cậu ta gần tháng nay như ăn thuốc súng ấy, khuôn mặt xám xịt. Tôi cũng chẳng rảnh rang gì mà hỏi. Thành gật đầu xem như đã hiểu. Cảnh trước nay kiệm lời, đối với đời tư của mình càng không muốn nói nhiều. Ba người cố gắng sửa để cậu có thể nói nhiều hơn chút, nhưng kết quả thu về là con số không tròn chỉnh. Lâu dần bọn họ không khuyên nhủ gì nữa, đến giờ cũng quên khuấy đi. Cậu cứ gọi đi. Không đến tôi qua thành phố kéo cậu ta tới đây cho. Thôi rồi, không còn sớm nữa, tôi đi mua vài cuốn truyện cho bé Hân nhà tôi. Thành đưa khuôn mặt hạnh phúc như ở trên mây chào tạm biệt vài tiếng, sau đó dứt khoát đi ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn, phút chốc chỉ còn Chiết. Dựa lưng sau ghế, anh nhắm mắt an tĩnh, không biết là suy nghĩ cái gì nữa. Giây tiếp theo, thấy khóe môi anh tạo thành đường cong mê người. Gì chứ, Dương Lâm lần này sao có thể lên mặt, anh giờ đây không còn là anh của một năm trước. Đang lúc suy nghĩ nhập tâm, Chiết lập tức thức tỉnh nhờ tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Không ai khác, chính là của Chu Việt. Cậu dáng điệu hớt hải như bị ma đuổi, nhìn thấy tổng giám đốc lắp bắp mãi chưa nói được, khiến Chiết có phần mất kiên nhẫn. Cho đến hơn 2 phút sau, Việt mới nói một câu hoàn chỉnh. Tổng giám đốc, có người tìm ngài. Người đó trang phục chỉnh tề, nhưng có nhãn mác của quân nhân, hình như không phải người ở đây. Có khuôn mặt hầm hầm trông vô cùng đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác luôn chừng. Chiết nghe đến miêu tả của Việt thì thầm cười trong lòng. Không cần gọi người xuất hiện, xem ra số của anh vẫn tốt chán. Anh không cần suy nghĩ nhiều, 1-2 tiếng liền lập tức đứng dậy. Trước ánh mắt lo lắng của Việt, bước lên thang máy dành riêng cho mình, chuẩn bị đi xuống dưới sảnh. Ở bên kia, Cảnh một thân phục màu xanh rêu vô cùng phong độ, cùng khuôn mặt bóc dáng hoàn hảo đứng giữa đại sảnh, thu hút không ít ánh nhìn của nữ nhân viên. Trong lòng của Cảnh lúc này như lửa đốt. Sao quan tâm gì với mấy thể loại liếc mắt đưa tình kia? Mắt thấy bóng dáng của Chiết xuất hiện trong thang máy, Cảnh đi tới, bước chân có lực nhanh chóng đứng trước mắt của anh. Chiết à, tôi cần cậu giúp. Chiết vừa xuống, nhìn thấy bóng dáng của Cảnh đập vào mặt.
khuôn mặt Cảnh không tra ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng anh biết rõ anh ta lúc này vô cùng khẩn trương. Không cần nói nhiều, Triết bị ánh mắt khẩn trương xen lẫn lo lắng bất an của Cảnh dọa sợ. Trên đời này phàm là thứ có thể khiến Cảnh trưng ra ánh mắt kia không nhiều. Lần này đứng trước đông người như thế này nhờ sự giúp đỡ của anh, có thể thấy chuyện này đối với anh vô cùng cấp bách. Có chuyện gì thì bình tĩnh đi, lên phòng làm việc của tôi rồi bàn bạc. Dứt lời, Triết lập tức kéo Cảnh vào trong thang máy, bỏ lại sau lưng không ít ánh mắt ngơ ngác của nhân viên. Đợi khi thang máy đóng lại, phía sau truyền đến tiếng òa vô cùng lớn của nhiều nữ nhân viên. Ngoài ra có tiếng trò chuyện bàn tán. Cô thấy không, trời đất ơi, người đâu mà đẹp trai phong độ như thế? Bộ đồng phục đó là của quân nhân à? Tôi cũng nghĩ thế, mà nhìn lạ nhỉ, hình như không phải quân phục của thành phố Willow mình. Ôi trời, dù là người đâu, khuôn mặt đó tôi đổ đứ đừ. Công nhận, Âu tổng của chúng ta toàn quen biết cực phẩm nam nhân, cứ tưởng mình Doãn tổng, nay thêm soái ca quân nhân nữa. Việt nhíu mày ho khan hai tiếng, đánh chú ý lên mấy nữ nhân đang buôn dưa lê. Còn nói nữa, tôi không chắc các cô giữ được công việc này để buôn dưa lê đâu. Chỉ một tiếng, tập thể người lập tức im lặng, người nào người nấy trở về vị trí của mình. Việc khẽ hất gọng kính lên một chút, trong lòng không khỏi vui vẻ, không ngờ lời nói của bản thân có giá trị như vậy. Trở về biệt thự Âu gia, trong gian phòng bếp rộng rãi lan tỏa mùi thơm ngon của đồ ăn, xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái. Tiểu Ân vui vẻ ngồi trên ghế, đong đưa chân mình qua lại không theo trật tự. Cả khuôn mặt đều rạng rỡ như hoa, hàm răng trắng cười lên lập tức khiến người khác yêu thích. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn rõ, nụ cười không phải tự nhiên mà tới, nó thực chất xuất phát từ cuộc trò chuyện với người trong điện thoại. Đúng, Tiểu Ân lúc này video call với Hân. Ra là thế à, thứ nước đó là rượu á? Mình tưởng rượu sẽ cay cay chát chát, không ngờ rượu có vị ngọt ngọt pha chút đắng nhở. Tiểu Ân nói xong không quên múc thìa cơm bỏ vào miệng. Hân ở màn hình bên kia cười nghiêng cười ngả. Cô vừa đi học về, trên tay còn cầm theo vài cuốn sách. Vậy tối qua về chồng cậu mắng gì không? Lắc đầu liên tục thay cho câu trả lời. Không những không mắng, còn dạy cho cô cách tạo em bé. Nhưng vào trong tròng mắt của Hân, diễn biến câu chuyện đi theo hướng khác. Khuôn mặt cô ấy xám xịt lo lắng hỏi dồn. Không mắng chẳng nhẽ đánh à? Tiểu Ân à, đừng sợ, cứ nói cho mình đi, mình đòi công đạo cho cậu. Ai mà không biết tính cách quỷ quái của Âu Minh Triết. Lúc nhìn thấy toàn thân anh bị bao phủ bởi hắc khí, dùng tốc độ kinh người bước đến chỗ Hân, cô ấy suýt nữa bị dọa sợ. Huống chi, Tiểu Ân lại là vợ tên đó, nói không chừng bị anh ta đánh. Hân nói không sai, đúng là đánh, nhưng đánh kiểu kích thích hơn thôi. Tiểu Ân nghe vậy, trong đầu nhớ đến lời nhắc nhở của anh ban sáng. Chuyện này là chuyện riêng của vợ chồng, em đừng đi kể lung tung nghe chưa bé ngốc. Nếu anh nói vậy, cô đương nhiên không nói ra, nhưng vì kỹ thuật nói dối quá dở, thành ra lời nói dối của cô trong mắt Hân trở thành biện hộ cho tên chồng lưu manh. Nhưng Tiểu Ân ngốc nghếch kiên quyết không muốn nói, Hân đương nhiên cũng không truy cứu. Thôi được rồi, không nói đến chuyện này, nhưng mà Tiểu Ân à, mình có điều thắc mắc. Thắc mắc á? Cậu bảo chồng cậu rất nghèo đúng không? Ừ, chết đến thức ăn phải cần kiệm, còn đáng thương lắm. Đã nghèo thế, Âu lão còn không thương đâu. Ông nội nhiều tiền lại không thèm tăng lương cho chồng mình. Cậu nghĩ xem có tội cho chồng mình không? Mẹ anh ấy giờ đây có mình đấy. Hân nghe xong đơ toàn tập, mãi lúc sau cất tiếng hỏi, là ai nói với cậu như thế cơ? Thì tự mình thấy, rõ ràng như thế mà. Tiểu Ân nhìn biểu cảm của Hân, nhíu mày khó hiểu đáp lại. Triết không giải thích gì với cậu á? Anh ấy giải thích cái gì cơ? Tiểu Ân bắt đầu cảm thấy hoang mang. Mà đầu dây bên kia, Hân hoang mang không kém. Gì? Tên họ Âu rốt cuộc toan tính chuyện gì? Tiền tài tiêu xài đến đời con cháu sợ không hết, bây giờ lại để cho vợ mình than nghèo. Cô thực muốn hét lên với cô gái ngốc, tên Triết đó nghèo cái rắm gì chứ? Nhưng lời đến miệng phải nuốt xuống. Âu Minh Triết kia Vu Hân không quản nổi, chỉ đành tội nghiệp cho Tiểu Ân, không biết phải chịu bao uất ức với tính khí hỉ nộ vô thường của tên kia. Không có gì đâu nhở. Chuyện gia đình người ta, thôi thì tốt nhất ngại xen vào. Tiểu Ân sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hân, liền thấy tin nhắn của Triết. Nội dung gửi đến đại loại tối nay về nhà muộn, bảo cô ăn cơm trước, có gì thì đừng có chờ anh. Cô nhún vai, gửi tin nhắn dán dễ thương với ý nghĩa đồng ý. Anh về muộn chẳng phải chuyện lạ, phàm là những lúc anh trở về, cô đều chùm kín chăn ngủ ngon lành rồi. Chẳng mấy chốc trời chuyển tối, người chọn điểm hẹn là Dương Lâm. Cậu ta nhanh chóng lấy phòng VIP của Remika, quán bar ở trung tâm thành phố thành nơi hẹn.
Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Chúng ta cùng đón nghe nội dung tiếp theo được phát sóng trong tập 4 nha các bạn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.